Chào mọi người, hôm nay mình đến cầm theo cái hóa đơn hôm trước mình mua đồ trong này để đổi quà của siêu thị. Đang có chương trình là hóa đơn trên 1 triệu rưỡi thì được một quyền lịch nhỏ, hóa đơn trên 2 triệu rưỡi thì được một quyền lịch và một cái ấm giữ nhiệt. Thế là hôm nay mình đi đổi. Tiện thể mình rất là bất ngờ khi là đến ngày thứ 3 khai trương rồi mà buổi tối vẫn đông, đông hơn cả cái hôm, cái lúc mình đi ngày đầu tiên ấy. Toàn người là người. Tiện thì mình quay lại cho mọi người xem là tối hôm nay nó đông như thế nào nhá. Tiện thể nhắc bác nào mà mua ở siêu thị mà có hóa đơn trên 1 triệu rưỡi, trên 2 triệu rưỡi và trên 3 triệu thì quay lại đổi quà như mình nhá. Hôm đầu tiên mình mua xong rồi mình không để ý, về sau mình mới biết. Mất công hôm nay quay lại. Và khu đổi quà thì nó ở khu Ngọc Trai, nên mình không biết, ban đầu tìm loạn hết cả lên, mãi mới tìm thấy. Và quà tặng thì cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mình khá bất ngờ với những cái A1 in ở trên quà, rất là thú vị mọi người. Và những đặc sản với cả địa điểm nổi tiếng của Hải Phòng thôi. Nhìn là biết, ai mà cầm cái ấm đấy là biết là người Hải Phòng rồi đấy. Ở đoạn cuối video ấy, mình có quay lại cụ thể cái món quà mà mình được đổi ấy. Khá là thú vị mọi người xem nhé. Chỗ mình đang đi các bạn thấy không, nhiều người vô kể, đi rất là chậm và kiểu như bị tắc đường ấy. Đây là khu đồ ăn thuộc khu đô thị, khu siêu thị, nên là rất là đông. Mùi đồ ăn và mùi người hòa lẫn vào với nhau. Thì mãi mới đến được khu Ngọc Trai mọi người, hoải loạn cả lên. Đến đây rồi thì mình tìm quà để đổi thôi, ở dưới tầng 1. Sau một lúc trình hóa đơn ra thì mình đổi được hai phần quà. Bạn mình thì được một cái tấm lịch, mình thì được một tấm lịch và một cái ấm. Lịch thì mình chưa dỡ ra, còn ấm thì các bạn nhìn thôi. Rất là in rất là nhiều những cái đặc sản của Hải Phòng. Ôi thế anh xin lại đi. Anh chú cửa hàng anh xin lại cái này người in. Quà này in toàn biểu tượng của Hải Phòng thôi. Đây chân này, bánh đa cua này, nhà hát lớn này, bánh mì cay này. Đi đâu? Đảo Cát Bà, sân bay Cát Bi, Dừa Dầm nhá. Và đặc sản. Giờ này ra là với Hải Phòng rồi. Hồ Tam Bạc. 14 chị nhá. Khá là thú vị chứ hả? Hiển thị được cả nhiệt độ ấy, xịn xò đấy.